Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng 5 năm Mậu Tuất, tại chùa Long Quang, phường 5, thành phố Vĩnh Long, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và môn đồ Pháp Quyến trang nghiêm làm lễ truy niệm và cung tống Kim Quang, cố Hòa thượng Thích Huệ Tâm, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Long Quang. Quang lâm tại lễ truy niệm có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó thư ký Ban thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự Phó văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Phó văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Phó ban Pháp chế Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Thượng tọa Thích Hạnh Trí, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban nghi lễ Trung ương, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban kiểm soát Trung ương, Chư tôn đức Tăng Ni, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các cấp chính quyền tỉnh, huyện, địa phương và hàng trăm Phật tử, thay mặt Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Vĩnh Long, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã cung tuyên tiểu sử quan các thời kỳ như thân thế, xuất gia tu học, thời gian hành đạo và quá trình cống hiến của cố Hòa thượng Thích Huệ Tâm. Hòa thượng Thích Huệ Tâm, thế danh làm Võ Thành Tâm, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1938 tại thị xã Vĩnh Long, nay là thành phố Vĩnh Long, trong một gia đình trí thức, thuần hậu, kính tin Tam Bảo. Qua quá trình học đạo tu thân, Hòa thượng đã đóng góp rất nhiều Phật sự to lớn cho Phật giáo tỉnh nhà và cộng đồng. Do niên cao lập trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường và thâu thần viên tịch vào lúc 15:40 ngày 26 tháng 6 năm 2018. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, tiểu sử Hòa thượng Thượng Huệ Hạ Tâm 1938-2018. Một La Mã thân thế: Hòa thượng Thích Huệ Tâm, thế danh là Võ Thành Tâm, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1938 tại phường 5, thị xã Vĩnh Long, nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em. Hòa thượng là con trai thứ 6 trong gia đình, thân sinh là cụ ông Võ Văn Tố và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Nguyệt. Trong một gia đình trí thức, thuần hậu, kính tinh Tam Bảo, hai La Mã xuất gia tu học, Hòa thượng được phúc duyên sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành, có niềm tin sâu Tam Bảo. Vì thế khi lên 10 tuổi, Hòa thượng đã phát tâm quy y và xuất gia với Hòa thượng Thích Chí Nguyện, trụ trì chùa Long Quang, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, và được Hòa thượng Bổn Sư ban pháp danh là Thích Huệ Tâm, pháp hiệu Nhật Tâm, đời 41, dòng từ Lâm Tế Chánh Tông. Sau khi xuất gia học đạo, Hòa thượng tinh tấn tu học theo hạnh của tôn sư, chỉ hướng tìm cầu giải thoát. Năm 1964, Hòa thượng được thầy Bổn Sư cho phép đăng đàn thọ giới sa di tại chùa Phi Lai, Châu Đốc, An Giang. Năm 1966, hồi đủ duyên lành, Hòa thượng được đăng đàn thụ giới cụ túc tại chùa Long Hòa, Châu Đốc, Ba La Mã, thời kỳ hành đạo. Khi đang tu học tại Châu Đốc, hay tin Hòa thượng Bổn Sư viên tịch, Hòa thượng trở về chùa Long Quang
lo tang sự và đảm nhận nhiệm vụ kế thừa ngôi chùa Long Quang cho đến ngày hôm nay. Trong thời gian hành đạo tại chùa Long Quang, Hòa Thượng đã độ được 13 đệ tử xuất gia và quy y cho rất nhiều Phật tử tại gia trong địa phương. Sinh thời, Hòa Thượng có sở trường về pháp môn ứng phú đạo tràng, được nhiều bà con Phật tử gần xa quý mến. Sau khi Tịnh Hội Phật Giáo Vĩnh Long được thành lập năm 1985, Hòa Thượng đã nhận những nhiệm vụ mà Tịnh Hội đã giao phó như Phó Ban Thư Ký Ban Đại Diện Phật Giáo Thị Xã Vĩnh Long, Phó Ban Đại Diện Phật Giáo Thị Xã Vĩnh Long, Trưởng Ban Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2002-2007, Chứng minh Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017-2022, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, do Niên Cao lập trưởng vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 26 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Mậu Tuất. Hòa Thượng đặt xã báo An Tường, thu thần thị tịch, để lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tịnh Vĩnh Long và môn đồ Pháp Quyến một niềm luyến tiếc vô hạn. Phụng vì Tân Viên Tịch Long Quang Đường Thượng, từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế, Pháp Quý, Thượng Huệ Hạ Tâm, Võ Công Hòa Thượng Giác Linh Mặc Thùy Chứng Giám. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dâng lời tưởng niệm đến Giác Linh của Hòa Thượng Thích Huệ Tông. Trong giây phút nghìn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành lễ cung tống kim quang Hòa Thượng nhập bảo tháp, nơi an nghỉ nghìn thu của trần thế, chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni Phật tử Việt Nam xin có đôi lời tưởng niệm. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, trong pháp giới duyên sinh vô tận, một nhục thân ngũ uẩn xuất trần, nương tứ đại làm thân tác tác, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, nước sông tiền thao thao dòng Phật thủy, đất Vĩnh Long kết thành thọ mệnh. Hòa Thượng vốn sẵn có duyên lành, nên phát chí xuất trần từ thở nhỏ, chùa Long Quang tầm đạo xuất gia, nêu cao chí cả, được Hòa Thượng Bổn Sư Thượng Chí Hạ Nguyên ban pháp hiệu Huệ Tâm Pháp Quý là Nhật Tâm nối pháp trời thứ 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ Pháp Thái Nguyên Thiều, đường giải thoát lân lân nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ quyền quy còn mãi trong tâm. Với buổi đầu xuất gia học đạo, suốt bao năm muôn bồi cội đức, Hòa Thượng đã thường hằng tinh tấn, nỗ lực chuyên cần công phu công quả, trao dồi trí đức, phước huệ trang nghiêm, rồi đến độ tâm qua khai phá, theo luật Phật định kỳ, năm 20 tuổi đăng đàn thọ giới tỳ kheo. Kể từ đấy ngôi Tam Bảo Tam Tôn kế vị, Hòa Thượng chính thức dự vào hàng Tăng Bảo, là sứ giả Như Lai với trọng trách thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Như cổ đức đã nói, chí tâm giải thoát nên đạo cả, đạt thành hạnh nguyện độ chúng sanh. Bằng tinh thần phụng sự đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, hơn 50 năm làm bậc long tượng trong Phật pháp, mô phạm chốn tòng lâm, Hòa Thượng đã nỗ lực hoằng dương chính pháp, làm cho tổ ấm trùng quang đạo vàng sáng lạng, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời, nhất là trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam. Trong những ngày đầu đầy khó khăn của lịch sử, Hòa Thượng đã cùng chư tôn đức tỉnh nhà kết hợp thành lập Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long, đã được Tăng Ni Phật tử cung thỉnh vào làm Phó Thư Ký, rồi Thư Ký Phó Ban Đại Diện Thị xã Vĩnh Long, nay là thành phố Vĩnh Long.
trưởng ban nghi lễ tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long, kỳ niên cao đạp trưởng và thượng được tăng ni Phật tử cung thỉnh lên ngôi vị chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời với công đức phụng sự đạo pháp và dân tộc và thượng được đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 truy tôn vào hàm giáo phẩm thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật. Quả thực với đức trang nghiêm từ độ ấy, họ thích ngàn đời mãi lưu danh. Để chứng tấn tăng ni Phật tử tu hành, Phật tử nỗ lực tinh tiến tu hành trên cương vị giáo thọ sư, giới thư nhiều giới đàn và thượng đã đăng đàn thuyết pháp, ý giới khai tâm cho nhiều tăng ni Phật tử gần xa phát huy huệ mệnh, tinh tâm kiên cố, đạo nghiệp tinh kiên, trở thành những người hữu ích cho Phật pháp và xã hội, góp phần làm tốt đạo đẹp đời, để từ đấy qua đời qua đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương. Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm tịnh độ tại nhân gian và thượng đã duy trì và phát triển chống tổ tòng lâm long quang, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Vĩnh Long xứng đáng là cơ sở của giáo hội tại địa phương. Quả thực mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, giữ gìn tổ ấn tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa đồng nhân gian. Thế những tưởng trên bước đường phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sinh và thượng còn khắc đích lâu hơn nữa, để làm thiền đăng định hướng cho giáo hội, làm bóng cây đại thụ che mát cho tăng ni Phật tử. Nào ngờ đâu, theo định luật vô thường, và thượng đã thu thần quyên tịch, bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên, làm Phật sự như không qua, độ chúng sanh như huyễn quá. Hạnh nguyện của Hòa Thượng là tuyệt diệu, như cánh nhãn giữa trời không, như bóng trăng tinh đáy nước. Song sự ra đi vĩnh viễn của Hòa Thượng là một sự mất mát lớn lao đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và môn đồ Pháp Quyến. Chúng tôi không thể nào tìm lại được trong cuộc đời hữu hạn của kiếp người. Quả thật, người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương, ra vào lòng giả ứng vương, bóng hình đại sĩ du phương xa mờ. Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏ, chúng tôi xin đốt nén tâm hương, kính nguyện các linh hòa thượng bất từ bổn thể tái hiện đàm hoa để tiếp tục thực hành Bồ Tát Đạo nơi trần thế, đồng thời để tưởng nhớ công đức và gương đạo hạnh của Hòa Thượng, chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam là những pháp lữ đồng sự đồng hành trong chánh pháp, xin đốt nén tâm hương tưởng niệm để gọi là thể hiện ngôi tâm giao tình pháp lữ đời đời trong chánh pháp. Và xin nguyện một lòng hòa hợp cùng nhau chung lo Phật sự, tiếp tục xây dựng và phát triển ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Vĩnh Long ngày càng trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc. Cuối cùng, trong thế giới niết bàn vô tung bất diệt, nơi bảo tháp uy nghiêm, dục thân hòa thượng hãy nằm để an nghỉ cho nghìn thu vinh bóng, mảnh hình hài lòng lộng sợ hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới vô biên. Xin bái biệt Hòa Thượng, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, Đại Đức Thích Thiện Tâm, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Phó Ban tổ chức tang lễ gửi lời cảm tạ tri ân công đức đến chư tôn đức giáo phẩm, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền đã quan lâm buổi tiễn đưa cố Hòa Thượng Thích Huệ Tâm. Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ truy niệm cố Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Tâm, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chủ trì chùa Long Quang, đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức lễ ban, xin thành kính cảm niệm chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
đã vì Tình Linh Sơn Pháp Lữ chứng đức Quang Lâm chứng minh và tham dự lễ truy niệm của cố hòa thượng. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Trước khi chính thức cử hành lễ truy điệu và cung tống kim quang cố hòa thượng Thích Huệ Tâm nhập bảo tháp, phái đoàn chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự ban nghi lễ trung ương đã trang nghiêm kính viếng giác linh hòa thượng. Diều dắt bốn phương ngàn nhạc trỗi, kết thành ảnh ngọc ngát thiên hương. Ngài đi vào cõi chơn thường, pháp thân hiển hiện mười phương trang hòa. Tùy duyên hòa độ hằng xa, niết bàn an lạc dạo qua tháng ngày. Thay mặt phái đoàn Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự cho Hội Phật giáo Việt Nam đã ký sổ tang lưu niệm phân ưu cùng ban trị sự